chúng ta nhìn này, ngày xưa các lớp bạn tuyển dụng ấy, ở trong các lớp tuyển dụng mình hay đào tạo về rất sâu về nhân sự, trong đó có khung năng lực này, năng lực về chuyên môn, năng lực về quản lý, năng lực về lãnh đạo, năng lực về cái sự phù hợp văn hóa doanh nghiệp. Sau mình còn hướng dẫn các chị các kỹ thuật để phát hiện nói dối bằng NLP, bằng mô hình mắt, các kỹ thuật để chúng ta phát hiện ứng viên nói dối trong vòng gì ạ, 30 giây trong vòng 1 phút. Đấy, nên ví dụ như ai đó mà bị nói dối mình thì hơi bị khoai. Bởi vì sao ạ? Ngày xưa mình chuyên đi dạy người khác phải nói dối, không ai bóc cùng hành đối phương. Đấy. Đây chúng ta nhìn này, năng lực chuyên môn nhá, năng lực của một ứng viên chúng ta nhìn này. Đầu tiên đó là câu chuyện về chuyên môn. Các chị nếu khi phỏng vấn ứng viên ấy, các chị không phải là một con cáo thì các chị sẽ trở thành con cừu. Có đúng không ạ? Thế nên tất cả những cái thứ mà các chị phải rất khó tính chúng ta mới thành công được. Bởi vì gặp 10 ứng viên thì bây giờ mình khẳng định các chị ấy, fake hồ sơ phải 7-8 ông. Anh hiểu fake hồ sơ không ạ? Ví dụ là gì ạ? Marketing leader, marketing director, đúng không? Nghe chức danh là gì ạ? Quản lý marketing đúng không? Hay là gì ạ? Giám đốc marketing, trưởng phòng marketing. Nhưng mà hỏi sâu vào, mày nói cho anh biết mày quản lý bao nhiêu người, một tháng mày đốt bao nhiêu tiền, sơ đồ tổ chức một nhóm ví dụ 5 người 10 người, em hãy nói rõ cho anh từng vị trí. Team quản lý 10 người phải nói cho anh từng vị trí như nào đúng không? Đọc kỹ cho anh. Tiếp theo gì ạ? Một tháng đốt bao nhiêu tiền và doanh thu thu về bao nhiêu? Dạ thưa anh, một tháng em đốt 2 tỷ. Thế bây giờ doanh thu về bao nhiêu? Dạ 5 tỷ anh ạ. Thế là chi phí gì ạ? 2 tỷ đến 5 tỷ là chi phí quảng cáo mày nhá, 40% rồi. Chưa nói là chi phí nuôi nhá, nuôi team, chưa nói là cơ sở vật vật chất. Ứng viên mà gặp mình các bạn là gặp kiểu như gặp cơm ăn bốc ấy. Bởi vì sao ạ? Bốc cho không sót cái gì cả. Có ông nào nói dối thì không qua, bởi vì ạ, bởi vì chuyên môn marketing mình rất sâu, và thứ hai là nhân sự mình rất sâu, nên các bạn không có cơ hội để qua mặt nữa. Đấy, thì cái chuyên môn để đánh giá các bạn, một là gì, hai là gì, ba là gì? Thứ hai là năng lực về quản lý ạ, quản lý. Ở vai trò chuyên môn là chúng ta chịu trách nhiệm cho công việc của mình, còn lên vai trò quản lý là chúng ta chịu trách nhiệm cho công việc của người khác. Thế nên tất cả các kỹ năng, ví dụ như là lập mục tiêu này, lập kế hoạch này, cho toàn bộ đội nhóm này, đúng không ạ? Kỹ năng giao việc này, kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng đào tạo này, kỹ năng đánh giá và quản trị hiệu suất này, rồi gắn kết mọi người và giải quyết vấn đề là truyền động lực, ví dụ như vậy. Thì đấy là một số cái kỹ năng thì mình cũng liệt kê sâu vào đấy. Rồi tiếp là lãnh đạo khoa khác quản lý là gì? Vai trò của lãnh đạo sẽ thiên hơn về vai trò định nghĩa, vai trò định hướng, vai trò về truyền động lực, đúng không ạ? Định hướng chúng ta đi về đâu, chiến lược sẽ như thế nào, đào tạo ra đội ngũ kế cận như nào, rồi thiết kế kiến trúc của thế ạ, phòng marketing như nào. Và cuối cùng là câu chuyện về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp có phù hợp không. Đấy, lãnh đạo một là gì, hai là gì, ba là gì, một là gì, hai là gì, ba là gì, vân vân. Cho anh chị xem đây ạ, thì chúng ta sẽ không năng lực nhá, cho từng vị trí là trưởng phòng marketing, nhân viên content, nhân viên chạy ads, chuyên viên PR, chuyên viên sale, tùy các chị. Cái vị chuyên viên PR này bây giờ là gần như bị xóa sổ rồi anh chị ạ, bởi vì có AI là xóa sổ rồi, không cần nữa. Một tháng nó viết cho mình có 10 bài bây giờ chứ ạ. Bây giờ bảo AI chứ ạ, 5 phút nó viết cho mình chắc phải 50 bài. Chuyên viên PR bị xóa sổ rồi. Đây chúng ta nhìn nhá, chúng ta nhìn vào khung năng lực này. Căn bản ạ. Đây là gì ạ? Không đáp ứng. Đây là năng lực của một bạn được cân nhắc lên vị trí là trưởng nhóm sale. Trưởng nhóm sale. Ở vị trí trưởng nhóm sale thì cái năng lực gì ạ? Trưởng nhóm sale thì cái bạn được cân nhắc lên vai trò là trưởng nhóm sale của một công ty mà mô hình marketing là gì ạ? Đổ data về cho sale. Nên cái năng lực mà bạn là năng lực chuyên môn bắt buộc phải nhá, phải vượt mức yêu cầu là khoảng 7-8 điểm. Tức là kỹ năng cho sale của chuyên môn là phải nhá, phải tốt. Nhưng mà thứ hai, để lên được quản lý thì chúng ta phải có các năng lực tiếp theo. Năng lực lập kế hoạch và bám đuổi mục tiêu cho toàn bộ đội nhóm. Năng lực đóng gói tri thức và nhân bản, tức là đóng gói tri thức và đào tạo cho toàn bộ đội nhóm. Năng lực gắn kết nhân sự và giải quyết vấn đề. Và cuối cùng vừa là năng lực lãnh đạo, vừa là văn hóa doanh nghiệp, tức là khả năng đổi mới và phát triển bản thân liên tục. Bây giờ anh chị cho mình hỏi một câu ạ. Nếu như một người lên năng lực và chuyên môn tốt, đây ạ, vượt mức yêu cầu là 7-8 điểm, đáp ứng 56 điểm, ví dụ như vậy. Năng lực chuyên môn tốt này, có khả năng lập kế hoạch và mục tiêu cho đội nhóm, có năng lực đóng gói tri thức, nhân bản và đào tạo đội nhóm, có khả năng gắn kết nhân sự và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, thiếu cái cuối cùng là không chịu học tập và đổi mới phát triển bản thân. Theo các anh chị, đồng chí này sau bao lâu thì không làm việc hiệu quả nữa? Trong khoảng 6, với AI bây giờ thì chắc là trong vòng 6 tháng là đồng chí này rất khó làm việc hiệu quả nữa. Bởi vì sẽ, nếu thiếu cái cuối cùng thì chắc chắn sẽ rơi vào nhóm tư duy kinh nghiệm, mà nặng hơn nữa rơi vào nhóm não đổ bê tông. Đấy, thì bắt buộc cái này là bắt buộc phải có, đây là văn hóa doanh nghiệp. Và đây cũng là một yêu cầu của tất cả những người lãnh đạo quản lý. Tháng 5 năm 2023 mình có sang Harvard, và trong đợt tổng kết cô giáo mình đã Harvard, cô giáo có nói một điều gì? Tất cả những người lãnh đạo quản lý trên toàn cầu đều phải có một thứ năng lực, đó là năng lực học tập suốt đời.
ra một khóa học đầu tiên của anh Dũng là khóa học lập kế hoạch chiến lược marketing. Bình thường với nhau anh Dũng là một người rất là tình cảm. Chị đã có một cái trải nghiệm mà chinh phục đỉnh Phan Xipang với anh Dũng nguyên một ngày, và chị là người cuối đoàn. Anh Dũng là người đã luôn bên cạnh để cổ vũ và cuối cùng là giúp chị vượt qua được cái trải nghiệm đấy. Đối với chị, anh Dũng ngoài là một người anh còn là một người thầy và một người đồng hành vô cùng tuyệt vời nữa. Có một lời nhắn nhủ từ trái tim muốn gửi tới anh Dũng, đó là rất là cảm ơn anh Dũng, một lời cảm ơn rất là lớn tới anh Dũng vì đã đồng hành cùng với chị trong suốt 4 năm qua. Master anh Đức, anh là chủ tịch của Panho. Bên anh là một sàn bất động sản phân phối các sản phẩm từ Bắc vào Nam. Bên anh có khoảng hơn 200 nhân sự. Sau đấy thì anh chuyển sang làm đào tạo content. Sau 2 ngày học thì anh cảm thấy cái hay nhất của cái chương trình này đấy là anh Dũng đưa ra được một cái hệ thống, tức là có những cái tuyến nội dung nào mình cần phải làm này, ví dụ như làm tuyến nội dung viral này. Đấy, giống như đấy là cái tuyến nội dung mà để người ta biết đến mình. Đấy, sau đấy phải có cái tuyến nội dung để mình thu hút được người ta, để người ta để lại cái thông tin đăng ký, giống như kiểu mình răng lưới. Đấy, sau đấy rồi những cái tuyến nội dung để mà mình chăm sóc họ lâu dài, họ đến với mình, họ yêu mình, họ thích mình, sau đấy họ trở thành fan của mình. Mình là Thu và hiện tại thì mình đang là CEO của công ty sáng kiến giáo dục toàn cầu Gain Academy. Và thực sự mình vô cùng biết ơn đó là anh Nguyễn Tiến Dũng đã tạo cơ hội cho không chỉ riêng mình mà còn cho rất nhiều những CEO của các công ty hay những tập đoàn lớn tại Việt Nam có cơ hội được hội ngộ, được tề tựu tại một cái lớp học mà thực sự mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mình không chỉ học từ những cái người thầy mà còn học từ những cái anh chị doanh nhân, những người đã đi trước và có những cái kinh nghiệm khi mà chúng mình được phân tích những case study trong lớp học của mình luôn. Và mình nếu như mà có những cái lớp học chuyên sâu thì nhiều hơn nữa thì chắc chắn là Thu sẽ đăng ký tham gia. Chị là Helen Nguyễn, hiện tại chị đang là CEO của hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Helen Sweet Cell. Và đồng thời chị cũng là nhà phân phối của thương hiệu tế bào gốc Thụy Sĩ, Street Revitalization. Thầy Tony Dũng là một cái người mà dạy rất là chuyên sâu, kiến thức rất là sâu và rất là rộng và nó rất là thực tế. Và chị học thì chị thấy rất là hay và chị cảm thấy nó mở mang nó rất là nhiều ấy. Rồi là trong này thì toàn là các chủ doanh nghiệp rất là lớn và cũng toàn là những người uy tín và cũng đã là những người đi học rất nhiều nơi rồi. Và chị nhìn thấy cái sự thay đổi của họ cũng rất là rõ rệt. Là càng đi học thì càng thấy yêu và càng thấy thích hơn. Chị là Ngô Diễm Hương, tổng giám đốc của công ty thời trang Hương Giang Interpha Group. Chị rất là ngưỡng mộ thầy. Thực ra thầy thì rất là giỏi, trẻ, tài giỏi. Thầy có rất là nhiều kiến thức muốn chia sẻ và bất kể học viên có gặp phải những cái vấn đề gì thì thầy đều hỗ trợ nhiệt tình, cũng như là những cái kiến thức mà chị thu nạp được của thầy, chị cảm thấy rất là giá trị và có ý nghĩa rất là lớn đối với doanh nghiệp của mình. Xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Quang Vinh, hiện tại đang là tổng giám đốc của tập đoàn Hương Thảo Group, chuyên về sản xuất cũng như phân phối các ngành hàng về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Sau khi mình tham gia khóa học marketing thực chiến này thì mình nhận được những kiến thức, đó chính là mình có được những cái bản đồ, có những cái quy trình để mình có thể ứng dụng, cũng như là mình tìm hiểu và thấu hiểu được insight khách hàng. Và từ đó thì mình sẽ từ insight khách hàng tốt nhất và mình sẽ phát triển cái việc marketing cho doanh nghiệp một cách rộng nhất và có thể là lan tỏa tốt doanh nghiệp của mình đến thật nhiều khách hàng hơn nữa.